Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947640046. Toàn anh ơi. Quá là an toàn luôn. Mình sẽ đi vòng xung quanh hồ. Nó có cái bờ. Nó có cái bờ này nó nông hơn mà mẹ. Thì mới đi được, mới chắc được. Còn ở ngoài xấu lắm, xấu 3-4 mét cơ. Buồn quá. Chỗ này sâu thế. Chỗ này sâu quá. Nó chưa qua tay. Mình đã tiếp cận gần đến tổ của nó rồi nha mọi người nha. Lúc mình chưa chặt thì nó vẫn còn ngoan. Tí nữa mình chặt rồi không biết nó còn ngoan hay không. Chỉ sợ nó biết lao rồi nó biết bơi ấy. Nó đốt chim mình chết. Dùng quá bởi vì á đây này, ngay trên đầu mình này là tổ ong bầu này. Tổ này to lắm, nó to hơn cái nồi cơm điện ấy. Kinh khủng điện luôn. Bây giờ mình sẽ nhấc xào lên để chặt cái mồi này nhá. Đây này, ngay trên đầu mình này mọi người thấy không? Ngay trên đầu đây. Nó bay đầy đầu luôn rồi. Nó bay nhiều lắm. Mọi người thấy gì không? Dây trên đầu luôn. Kinh khủng. Ôi, nó không có hút đầu mình nhỉ? Nó không biết mình ở đây nào ấy. Thank you.
để nó tìm chỗ nó vào nó chiến đấu. Nó lao vào nó chiến mọi người. Ui nó lao vào cái cung này để nó chiến mọi người. Ui không biết đâu. Mình chắc chỉ chơi được trong này khoảng được 3-40 phút rồi. Không có trong này là nó hết không khí mọi người ạ. Tại vì nó chụp vào cái mắt nước. Chiêu tiếp tại mình đến đây. Di chuyển đến đây ra để thở tí ra mọi người ạ. Không thở được. À nó bị oxy. Tí nữa mình sẽ lấy cái tiêu mình hút oxy ở ngoài vào. Nó vẫn đồ đen ở trên đầu á.
nó không có không khí mà người hết không khí rồi. Chắc là nó bị hết không khí, không không lấy được, không trụ được. Phiêu, 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 cảm giác mạnh không? Nó không khí nhanh lắm. Một lúc ở trong này nó chạy không khí rồi. Đưa đây lên để thịt của ông này. Để em thịt cho. Nó đang cứ lao vào. Anh ơi, nó lao vào thế này. Lao vào tấn công mà. Đấy. Xuống đây. Trong này để mát tỉnh. Mọi người không nên học theo anh em mình nhá. Trò chơi này rất là nguy hiểm, không được chọc tổ ong. Tại vì anh em mình có bảo hộ cực kỳ kín và vững chắc rồi. Thế nên mới dám nghịch như thế. Bây giờ sẽ mặc quần áo vào để thịt tổ ong mình nhé mọi người nhé. Bây giờ Mao Đệ sẽ thực hiện nốt phần còn lại. Trêu chán rồi, bây giờ chính thức sang thịt nó luôn mọi người ạ. Bộ này là bộ hơi to, bộ này to quá to. Quyệt quyệt người ngoài hành tinh giống kiểu phi hành gia. Yên tâm, bác đi tí anh làm cho em một món ăn siêu kinh điển. Đừng có vứt bỏ nhé. Điền. Mình không thích ăn ong rồi nhưng mà quái bắt. Mao Đệ rất là máu chiến. Đang rét mặc bộ này cho nó ấm mà. Tí nữa tiệt. Nhá. Chỗ này hở này. Hở. Qua đây. Nào, cái thứ cũng miếng quay thế mình sẽ sang mình bắt hết lũ ong này, nãy dám hù dọa mình không thở được. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, cầm luôn theo cả máy này. Bật máy quay này đi, bật đi. À, bật sẵn rồi. Phi hành gia đang đi sang tổ ong nhé mọi người nhé. Phi hành gia mau đệ đệ. Bây giờ mình sẽ sang tổ nha mọi người nha. Sang tổ rồi. Đấy. Bắt được ong rồi. Bắt được một qua rồi nhá. Hey!
Được mọi người ạ. Tổ này thì 5 tầng nhưng mà nó dạng mất. Dạng mất 2 tầng rồi mọi người ạ. Tại vì bắt muộn quá. Đây này. Đấy. Khá là nhiều luôn mọi người ạ. Có một tầng này. Tầng này lép mình sâu lại nốt nhé mọi người nhé. Sâu lại nốt để cho nó để nhé.
dàng nhiều thế nhỉ. Ờ, em để lại một tí nhộng con quan với cả một tầng hồ gì. Ờ thế. Úi giời, con chúa này. Con chúa đây này nhé mọi người nhé. Con chúa này. Đây. Đây này. Bắt con chúa sang đi. Rồi nhẹ nhàng thôi. Rồi. Con chúa nhé mọi người nhá. Mau đệ bắt cả con chúa thì sao tổ nó hỏng mất. Bây giờ phải đem con chúa sang thả lại vào tổ. Và lấy máy quay về nữa. Con ong chúa thì nó to hơn con ong thường và nó không bay được. Trong cái mình đang là con chúa đấy mọi người. Mang vào thả con chúa để cho nó làm lại tổ nhá mọi người. Lười nó dẫn ông mẹ ra đây rồi. Không bay luôn. Con mấy con chua bắt. Còn đằng sau, từ từ. Đằng sau lưng, từ. Không thể từ. Đó, máu đệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé mọi người nhé. Sâu lại, nó ở thoải mái rồi, mua đèn. Thay quần áo đi, anh sẽ ở đấy chế biến ong cho mày ạ. Ok. Ui, nước này. Rất nhẹo luôn. Có cái gì nôn nào không? Nó đáy, nó cùi xuống thế. Tôi tưởng à. Nó xịt cho anh. Ok, bây giờ sẽ vẽ nó ra nhé mọi người nhé.